Chào anh em nha. Mấy ngày nay mưa quá cái mình cảm mình ít lên clip. Thì bữa nay mình làm cái clip, anh Thuộc làm cái clip sớm chút. Mấy ngày nay anh em điện hỏi mình rất là nhiều về cái vấn đề con gà phân xanh phân trắng. Anh em hầu như là 80% không có nhận định được, biết được con gà phân xanh phân trắng là nó như thế nào. Phân xanh phân trắng đâu phải là con gà anh em đang không tiêu. Hồi hồi anh em hưởng hưởng đó là con gà ăn không tiêu, nó đi phân xanh phân trắng. Thì anh em đi ra tiệm thuốc tây, thuốc lộn, thuốc quay, anh em hỏi người ta, nó ở gà tôi nó cũ rũ, nó ăn không tiêu gì đó, chướng bầu gì đó, thì nó ỉ phân xanh phân trắng. Thì người ta sẽ bán cho anh em, dẫn bán cho anh em chích thì phân xanh phân trắng. Mà cái người thú y á, mình cũng đảm bảo với anh em là cỡ 70% không có ai biết được là cái phân xanh phân trắng. Anh em nói sao thì người ta bán vậy thôi, chứ sự người ta không có biết, không có nói với anh em là phân xanh phân trắng như thế nào. Thì nói chung mình nuôi gà từ đó tới giờ á, theo một cái kinh nghiệm của mình tìm hiểu tới giờ á, là phân xanh phân trắng là con gà nó không phải là nó tình trạng mà nó ăn không tiêu mà nó đi phân như vậy. Thì con gà đi phân mà mình nói với anh em đó như vậy, nó hơi đứng, nó hơi sận con gà lại chút, nó hơi sận con gà, nhiều khi nó cũng bình thường nữa nha, mà anh em nhìn nó đi phân ra nó lật nhớt như tàu lá chú non vậy đó, chứ không phải là nó xanh lè xanh lét mà như con gà bệnh mà nó ép phạt phạt nguyên phạt màu xanh với phạt màu trắng vô là kêu phân xanh phân trắng. Thực sự nó không phải. Phân xanh phân trắng á, là nó đi phân bình thường, nó đi phân bình thường nha, mà anh em nhìn cái phân của nó xanh lợt như là chuối, nó xanh không bình thường. Mà nói nha anh em gì đi, nó đi phân không bình thường. Anh em nhìn thấy phân của con gà anh em là anh em thấy nó không được bình thường như hàng ngày. Là khi nó phân xanh phân trắng. Còn con gà mà anh em cứ thấy con gà nó bị chướng bầu hay là nó ăn không tiêu gì đó, cái anh em chạy ra thú y, anh em mua, anh em sẽ hỏi họ mua cái phân xanh phân trắng. Thì phân nó đi phân cũng như bình thường, nhưng mà anh em sẽ dòm nó lọt như tàu lá chuối, mà nó nhìn kỳ lắm. Nó không phải như đi phân mà xanh đang đen đen này nặng đậm đậm như là con gà nó ăn đi phân bình thường. Nó xanh như tàu lá chuối vậy đó nha, mà nó xanh như có hai xanh dương nữa, nó xanh như lọn nhồi lên dương xanh dương lạc á, là mới kêu phân xanh phân trắng. Nó không có, nó vẫn tiêu bình thường, chứ không phải là nó khựng lại nó không tiêu, nhưng mà nó vẫn tiêu, nó đi phân vậy. Thì phạch xanh phạch trắng nó bình thường, nó không phải chùm nhẹp mà như con gà không tiêu, chứ con gà bị gió chướng hơi chướng bầu là nó phân không bị xanh phân trắng là nó bệnh vậy. Còn như anh em đi ra thấy con gà nó ăn không tiêu, nó đứng hơi gút, cái anh em nó là ở chết mà con gà ý phân xanh phân trắng. Thật sự nó không phải. Tại vì sao? Tại vì con gà anh em nó không có ăn cái gì trên á, là cái thứ nhất nó bị cô gũ mà nó chướng hơi mình nó bầu diệu á, nó không có ăn được, thì tất nhiên nó bị phân xanh phân trắng này. Khi đó khi cái cò đó, khi cái cò không phân cò à, nó đó nó phạt ra cái gì đó thì là phân xanh phân trắng, sợ không phải nha anh em. Với con gà nó ăn không tiêu, nó ăn không tiêu nó phạt ra cái nữa, nó cái đường ruột của nó không có tiêu hóa được thì tại sao mà nó đi phân, nó thì phân đâu mà nó đi ra ngoài bình thường. Thì mình nói với anh em đơn giản vậy, anh em phải nhận định biết là con gà mình nó phân xanh phân trắng là như thế nào, mình điều trị một cái một nó dứt khoát lắm. Bởi thường anh em là điện mình hỏi gà nó bị chướng bầu chướng hơi, nó không ăn đi phân xanh phân trắng, thực sự ra mình nói với anh em là con gà không có liên quan gì phân xanh phân trắng. Với con gà mà không tiêu nó đi phân xanh phân trắng, thực sự ra mình nói với anh em không có liên quan gì cái việc phân xanh phân trắng. Anh em dẹp cái phân xanh phân trắng bên đi, anh em trị trực tiếp vô cái đường ruột, cái bầu diều của nó. Nó tiêu thì nó sẽ đi phân bình thường lại, không có liên quan gì cái đường ruột, cái vụ mà phân xanh phân trắng đâu. Nên nuôi gà nó mới hiểu cho mình cái đó.
con gà mình nó đi phân chân, phân trắng nó đi phân bình thường, nhưng mà nhìn vô phân nó kỳ lắm, nó không có giống như con gà mà đi phân xanh lật lật đậm đậm như bình thường ngày đâu, nó xanh cái màu xanh nó kỳ lắm. Nó vẫn tiêu, nó đứng nó hơi gũ gũ lên chút xíu, thấy con gà nó sừng ra làm bính. Cái đó là mình chích cái thằng Lincoxin Đài Loan, chích vào mũi Lincoxin Đài Loan, giờ mình cho nó uống thêm 2 viên viên thành là về cái đường ruột nha. Thì mình chích một mũi à, cái tới trưa cái mình cho nó uống thêm 1 viên tiêu đen và 2 viên dương thanh đó, để mình lấy cái hũ tiêu đen cho anh em xem, anh em biết cái tiêu đen nó như thế nào. Đây là cái hũ tiêu đen. Thì như anh em mà không có biết cái tiêu đen nó ra làm sao á, nhiều khi anh em quên tên thì anh em nên nhớ cho mình, đi ra tiệm thuốc tây mua cái hũ tiêu đen màu xanh như vậy nè, 10.000 à, 90.000 à, cái gì nhỏ xíu vậy nè. Đây nè, cái gì nó chút xíu à. Thì anh em xem cái viên này là, anh như anh em không biết hiểu đi, combo mango gì đó tầm lum ở trên á, combo tambon gì đó thì nó đầm lum tiếng Anh, nhưng mà không hiểu đi, nói chung là không biết tiếng Anh thì mình nói chung mà không biết luôn đó, thì mình đọc nó vậy thôi. Anh em đi đâu hải anh em mua cái hũ tiêu hút tiêu đen mà viên nhỏ nhỏ á, mấy anh em nó có bán cái hũ mà tiêu đen mà cái chai màu xanh dương lớp trắng vậy nè, 9.500-10.000 thì nó là cái chai này là nó hỗ trợ về cái đường ruột con gà này cực kỳ hay. Đó là cái cách điều trị cái điền về cái đường ruột con gà để ăn không tiêu và đường men, cái đường mà phân phân trắng, nó hỗ trợ này rất là hay nha. Cũng như sáng này sớm này bắt ra gà như cái bầu diệu nhà nó còn bự một chút, hôm qua cho ăn nó chưa tiêu hết, thì là con gà anh em thực sự nó đang bị đường được không tiêu, chậm tiêu, nó tiêu hơi chậm đi, hẳn như là 5 co bắt ra thấy nó tiêu hết. Mà tại sao con này nó còn bầu dày, tại vì anh thường anh em cho ăn mình đi rồi nhập để nguyên cái hậu lúa luôn á nè, cho ăn cái bầu cái muỗng dùa á, dục vô nhà tre nó không biết dục đầy cái muỗng dùa đó, không mới còn hậu lúa ngâm đó, bưng đổ nguyên hậu vô luôn, sốc như sốc. Tới giờ cho ăn vậy nó không tiêu rồi, đường nào mà nên trị không, đúng không, mình nói thiệt hết chữa. Thì đây là cái chai tiêu đen anh em ra tiệm thuốc tây nó bán cái chai 9.500-10.000, cái gì nhỏ nhỏ mà rốt gì đó, carbon combot gì đó, thì nói chung nó tầm lum ở trên á, thì nó cũng một loại thôi, nhưng mà nó khác cái hãng là nó khác tên thôi, chứ thử nó cũng là công dụng, cái hàm lượng công thức của nó cũng vậy thôi. Thì mình nói cho anh em hiểu về cái bữa nay mình nói về cái mà bàn luận về cái mà phân xanh phân trắng, anh em phải hiểu là nó như thế nào. Cái con gà anh em nó chướng đầu chướng hơi thì anh em cũng chích cho nó thằng Lycopene Đài Loan một mũi nha. Mình nói vậy đó mà nghĩ sao anh em không có coi, không có nghe hết clip, anh em cái máy bấm ra ơi coi chút xíu rồi điện anh cái nó rõ hơn, mình điện cho mình chửi anh em luôn á, nói thiệt á, nói cái đó mình chửi luôn á, bác bớt lý không coi. Ơ không đâu coi, trời trời, đã công sức người ta bỏ ra, ta làm cho anh em xem. Con gà anh em bệnh chứ phải tôi là, như tôi đâu có bán cái này đâu, như tôi không có bắt buộc là tôi phải không có cần trả lời mấy câu đó luôn. Mấy người mà hỏi vậy là không cần trả lời luôn, thiệt luôn. Nhớ ra bật, như cái clip á, thì xem hết clip mẹ đi không, xem trời hồi dây nào coi nơi điện anh cái nấu, hỏi anh cái nó lẹ hơn. Rồi trong khi đó anh em rảnh, mà như tôi đâu có không đó. Nhiều khi tôi đang làm nằm nọ tôi đâu cầm điện thoại, rất là bực luôn á, hỏi câu đó mình như hỏi người ta mà gà bệnh mà hỏi người ta kêu đó ai chỉ nhẫn, nhưng mà mình vẫn chỉ mình nạt là lớn tiếng chứ tại mình nóng, không cao hết clip không mua, nó trả lời vậy đó. Rồi hỏi anh em chỉ không đó, mấy người vậy đó, gặp mấy người vậy tình trạng vậy đó, anh em chỉ không, thì đó mình nói cho anh em con gà chướng bầu chướng hơi. Gà nào thì anh em chú 2 viên này và 2 viên tôi rồi 3 viên viên thanh luôn, viên thanh 3 viên được. Đây là gà tre thì xé bắt ra thấy nó còn một nhiều, anh em cho nó uống 1 viên thôi cũng được, kèm 2 viên viên thanh. Là mình thấy con gà mình nó chậm tiêu là mình cho đi, thấy vậy cái
còn về cái dục muốn cái muỗng lúa vô, muốn dù lúa vô nữa ăn tiếp. Rồi sao tiêu nổi, đã nó đang chậm tiêu rồi em vọng vô cái nữa, rồi lỡ trời lạnh mưa tới thì nó không tiêu luôn rồi sao. Súc bầu diều chuyên gia luôn là súc bầu diều, là số 10 người nó đúng 10 người là có 9 người chứ súc bầu diều không gặp cái súc bầu diều. Nói chung những bài thuốc của mình đưa lên đây nó rất là đơn giản, cũng như gà chậm tiêu là nó phải đề phòng trước đi. Đầu tiên là cái chậm tiêu nè, đó cho uống cái này nè ha, một viên này gà tre nha, một viên ca thuốc tiêu đen này và hai viên diêm thanh kèm vô. Sáng trưa thấy chưa, nếu mà tiêu bình thường thì không sao, tại vì nó chậm tiêu thôi, nó tiêu rồi thì mình cho ăn ít thôi. Anh em có cho ăn hả gà không? Không có ai mà giống nuôi gà mà kiểu ngộ mà đi đâu thấy cho ăn dục lúa đầy vô một cây ngũ cốc gì quýnh một cái bầu chập bá gì đó, không có liều lượng con gà bệnh không biết chữa sao. Con gà ăn không tiêu là cái anh em chỉ trị gì cái đường không tiêu đi, anh em đừng có liên quan gì mà tới phân sinh phân trắng hết trơn, nó không có liên quan gì đó. Tại vì con gà không tiêu là nó không có tiêu mà phân nó không có ra bình thường. Thì anh em nhờ mơ chịu khó coi hết clip cho mình, anh em đi mua thuốc anh em xài, mỗi clip lên là mình chỉ rất là tận tình luôn mình thiệt. Nhiều khi mình nói chuyện hơi lớn tiếng cái anh em nó này nó lối quá láo gì lắm chứ không phải mình lối mình láo đâu, xem clip mới nói chuyện được. Ai mà xem clip mà hỏi mình cái đó hỏi kia anh em không bực, không thời gian lúc đó mà không anh em không thời gian, người ta có thời gian không? Kia đây làm biến xem á, tới giờ gà nó gần chết em mới điện hỏi người kia. Như mình đây anh em đây chị bệnh thuốc này em hỏi mình là em không chị mình không có chỉ đâu thầy. Anh em nhớ nha, thuốc tiêu đen 10.000 một dĩ, một hũ với lọt 10.000 một hũ, 19.500 một hũ. Ra tiệm thuốc tây anh em mua cho mình, để sẵn nuôi gà phải có cái này nè, đừng có để quá trễ đi. Thì nói chung ăn không tiêu thì cũng như ai thấy mình làm clip lên cũng hay, chợ cho ngóng men tiêu quá vô rồi cho nó cái này cái kia đủ thứ. Tới giờ gà gần chết cái điện tướng ơi hỏi gà không tiêu 2-3 ngày cái hỏi uống gì, uống men tiêu quá nó không tiêu, 2-3 ngày banh đường ruột rồi nó không tiêu, men tiêu quá rồi chứ có chích cái gì cho uống cái gì. Nên em bình luận vô hay lắm, tạo là thánh bình luận không mà chị không được. Mình nói thiệt con gà nó chậm tiêu á thì anh em chị nó đơn giản, một khi mà nó không tiêu rồi không phải con nào nó cũng hết đâu anh em, mình nói thiệt. Đừng thằng thánh vô bình luận vô nói nèo nọ đủ cho anh, trời ơi ống men tiêu quá cái này cái kia vô, sự ra anh em phân biệt được con gà nó bị nặng bị nhẹ lúc mới bị hay là bị 2-3 ngày. Nuôi gà đừng để nó quá trễ, phải có thuốc trong mình không có sợ bệnh gì. Cái hũ này là công dụng nuôi gà là phải nhiên mình nói thiệt, anh em phải có cái này nè. Cũng như gà anh em ăn cái bầu diều hơi bự mà nó thấy mưa quá bắt ra cho con viên rồi xong là người về cái đường tiêu hóa đảm bảo này ok luôn. Nó có mắc đâu, có 100 viên hút trong đây mà có 10.000, mình xài hút đòn rẻ tiền, viên thanh không có nhiêu tiện dĩ vậy. Mình nói thiệt ai cũng thằng thánh không nghe mình nói lên rồi cái đó cái không tiêu cái nhảy vô bình luận bấm này trời ơi đi cho ngóng men tiêu quá của ý của út gì đủ thứ vậy. Hay lắm, bây giờ không tiêu chút bầu diều hỏi mình chơi bay gì nổi, vừa mỗi một cái cách khác nhau chứ không phải ai cũng giống vậy hết. Nhưng mà mình nói với anh em á, điện cho mình là toàn nói gì không trời ơi không đâu coi cho không hết, câu sơ qua cái điện nhanh cho chắc để như mình người mình có chỉ anh em hỏi anh em chứ lý thuyết sao bằng mình thấy trước mắt. Anh em nói mình nói cái anh em ủa cái hút đó gì hút gì cũng nhớ, nhưng mà clip nhiều rất là nhiều anh em bấm vô anh em tìm hiểu con gà của anh em chứ mấy gà của mình. Nói chung mình cũng không có cái nào mà quản lý mà trị bệnh cho gà, anh em mình chia sẻ rất là tận tình, anh em làm ơn xem và điều trị con gà anh em nó thực tế hơn là anh em xem clip thấy cái hiệu thuốc này nọ cách sử dụng như thế nào mình chỉ rất là nhiều. Nhưng mình cũng mệt quá để ngủ rồi, cũng chào anh em nha.